nhá. Hôm nay trời mưa, gió anh em ạ, anh em mình không đi đâu được. Hôm nay được chủ tịch sâu bọ ở cái chợ Xuân Hợi, ở chợ sâu bọ anh em mình hay đi quay phim ấy. Hôm nay em mời xuống để ăn sâu bọ, nghe nói là mùa này có nhiều sâu bọ ngon lắm. Bảo anh em mình trước khi tung ra thị trường khoảng mấy nghìn tấn thì chủ tịch bảo anh em mình đến thưởng thức thử xem có ngon hay không nhá anh em nhá. Sâu bọ đầu mùa. Đúng rồi. Ở nhà chủ tịch ở trong này thì cà phê hoa quả rất là nhiều anh em ạ. Nói chung là nói về sâu bọ ở trên khu Sơn La anh em mình thì đầu mối thì không ai qua được bạn Xuân Hồng này rồi. Lâu rồi không được gặp bạn ấy, mình nhớ lắm ấy. Đúng rồi. Như mấy năm rồi đấy. À đây, nhà có con trâu to đây này. Dạ. Rồi. Ồ, con trâu to thế nhỉ. Sùng nó ác thật. À con mới đẻ đấy, nó vừa mới đẻ. Vừa mới đẻ nhỉ. Ô chào chủ tịch. Ô cần gì? Đẹp, mình hát chăn sát cho cái trang điểm cái này. Yêu hoa quả về lên đây này. Rồi, ôi ít cái gì sao mà nhiều thế. Gì không có. Đợt này mang hoa quả vào thì cũng hợp lý, không thì mang sâu bọ thì cũng chả. Thì đây nhà cũng có rồi, hoa quả thì đây là vùng hoa quả thôi nhỉ. Hôm nay các người nổi tiếng. Ăn đi nữa. Có chị là nhìn quen đấy nhỉ? Quen chứ. Ai Hải Liêm không? Ai Hải Liêm? Chưa. Không. À, anh Lò Bá Cốc đúng không? À, bảo hay quen, bảo hay xem ở face của anh Lò Bá Cốc. Thảo nào em hay xem face của anh, thảo nào thấy chị quen quá. Đây đây là chủ tịch đây anh em ạ, đang tút ta lại vẻ đẹp một tí. Từ sáng đến giờ. Nhà chủ tịch này có cái ấy rộng thế nhở, ngan vịt nhiều anh em ạ. Ô kìa, con kia nó đang nằm ổ kìa anh em ơi. Ở khu này là của nhà mình hết à, cái con ruộng này. Thế này thì địa chủ rồi đấy. Làm gì? Thế. Không, chưa muốn giàu thôi, chẳng qua làm. Tất cả này của mình hết. Ủi dồi, kinh khủng anh em ạ. Chủ tịch mà phân lô bán nền thì đúng là. Thôi kệ đâu. Nhà chủ tịch mà vẫn còn hoàn cảnh lắm. Khỏe. Hay đấy. Đây. Còn em Tân nữa cơ mà. Đây anh em ạ. Đây ruộng ở đây cũng có con cấy có con không như anh em trên anh em mình. Mình nhà Xuân Hồng này nuôi trồng cả lá gan ngựa đấy nhỉ. À hôm nay mình có món gỏi cá. Gỏi cá món lạp sống anh em ạ. Đây. Đây món lạp sống anh em nhá, gỏi cá này. Đây món rau ruộng nộm. Ồ món canh kiểu hoa ban. Canh hoa ban với gì đây hả? À, nước ngan à? Nước gan vịt à? À. Ấy. Hôm nay anh em mình đến nhà chủ tịch thì toàn món đặc sản anh em mình ở trên này thôi, đặc sản dân tộc của anh em thôi. Có món sâu bọ này, sâu bọ xít lạp xưởng. Có con cái gì này. Con ve đúng không? Ve. Con ve. Ở trùng ve này anh em ạ. Bắt trùng ăn bắt đầu. Măng này là măng măng khum hay là măng sạt? Măng sạt. À, ở đây có măng sạt ăn rồi chứ, ở chỗ mình chưa ra. Chưa có. Đây là món món nộm thôi. Đây nộm rau, có cả rau thối đấy. Thế này. Nộm rau. Nộm. Món lạp. Món gọi. Đây hôm nay là có anh
anh Lò Bác Cốc anh em ạ. Trước anh cũng hay tương tác với kênh anh em mình khá nhiều đấy. Hôm nay mới được uống rượu với anh nhỉ. Đấy, quẩy cá. Đấy, bếp lửa. Ui giời, có khoai to thế. To thế à? Sợ. Anh thấy bất kỳ đêm muôn phòng lá cái mạng vầy thế ha. Rồi, ui giời, xuôi nhiều. Hôm nay kể ra là mình hôm nay lái xe không được uống rượu anh em ạ. Nếu mà được uống thì hay lắm đây. Hôm nay trời thời tiết quá đẹp luôn. Cơn mưa này kể ra thì có mưa thế này anh em mấy tháng rồi nhờ. Đầu năm đã mưa đâu nhờ. Tết bây giờ mới là mưa đấy anh em ạ. Mưa ít thôi. Đấy. Đây là gọi là cơn mưa tỷ đô so với anh em bà con trồng cà phê hoa quả trên này anh em ạ. Ơi, chị đang làm đấy. Quay rồi, quay rồi mà. Đầu với anh Xuân Hồng thì không về. Quảng cáo thì phải có thì chứ. Có mà. Chắc tí sẽ có. Sinh nhật phải không anh? Sinh nhật ai? Tháng sinh nhật Đông á. Sinh nhật ngày đâu? Mà thì nó cũng là tháng. Sắp hết rồi, nó còn có 2 hôm nữa thôi, phải sớm. Mưa sinh nhật 4 lần. Mưa sinh nhật cái Xuân lần là với tổ chức mình đã tổ chức. Với cái nó chỉ làm cái vai cái này thế thôi. Úi bà làm gì tú nợ. Mười chén rượu hay sao? Béo chưa anh em ơi, con này này. Ở đâu rồi đây? Hôm nay sinh nhật cả vợ chồng. Sinh nhật phụ mía mất lòng mất giải mà phật học hành đó. Hết phán cái này sinh nhật cả phụ mía nữa. Chủ tịch đang đi đâu ấy? Thôi gà vịt ngan nhiều rồi không phải mổ thêm đâu nhá. Đây nhá. Khỏe nhanh nhá. Khỏe hết. Hòn ăn nữa. Hòn ăn cảm ơn. Cái này tấm chén là cơm tấm cũng lâu đấy. Cảm ơn hắn nó còn chén nữa cho đây. Tắp hè cho nó. Thì ốm. Ôi bất kỳ nó lại chảo gớt này. Ba bé ốm bất kỳ lại chứ ma. Quý bang mày thương rồi đấy. Hòn ăn đi nghe bàn theo. Hòn ăn đi nghe bàn theo. Hòn ăn đi nghe bàn theo. Tốc đưa của đẹp vào trên mà. Chưa. Mới rồi. Thả bằng nào mày. Ôi lòi. Ôi lòi. Ôi lòi. Lấy đi. 1, 2, 3. Đấy. Chưa chủ tịch nhá, bán được một năm khoảng vài trăm tấn sơ bọ rồi kìa. Muốn bán thì còn có để bán đi đâu rồi. Không có nguồn đúng không? Không có nhiều đâu nhờ, cái này có phải là có là phải nuôi đâu. Sang gửi đi các tỉnh hết. Ông chủ tịch cần áo để cha này, mát tay hơn đấy, vứt lái xe nữa chẳng ấy. Áo lom dom thế ạ, lấy lom dom đấy. Ngắm khách đấy thế nào. Đây khách thì thôi, đây lái xe, anh đó đây cứ tập trung vào hai người bên kia cả. Lái xe mà. Đây chứ tí nữa. Thôi. Không có ấy, con đang ốm nằm viện, cũng không được. Đấy, chủ tịch phải uống cẩn thận vào. Chủ nhà mà không uống thì khách làm gì dám uống. Khoai. Đến đây chỉ ăn củ khoai thôi nhá. Phải to lắm. Chấn hay nha bạn, ngày mới được ăn cơm. Hả? Thôi rồi em. Hắn nó hàm mưa thành phố mà vậy. Hắn ơi. Hắn ơi, nữa, chậm xa nữa, lăng nè. Hắn ơi, khỏe đó, hắn ơi đúng đó. Túm nè. Túm. 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 Túm
và vẫn anh có được mấy em sinh nhật thật sự sinh nhật cũng say không sinh nhật cũng say mời mời nhá. Ôi lần đầu tiên này phải làm cái con này nó béo quá rồi anh em ạ, nó cứ có chổng mông mà mình không chịu được nữa. Ngon thế đầu mùa ném xuôi ăn chén em nó nhá. Béo nhỉ? Ừ, béo ngon em ạ. Cái hoa ban. Cái hoa ban với nước lục à. Cái cắt chết nó mãi, em sơ bộ trước. À đây. Ngốm thôi. Rồi. Mười pin á. Ừ, đúng rồi. Mới đấy. Cá nha bạn. Ui trời ơi. Mùi thật. Béo. Đây. Bây giờ đang có trứng mà. Con ve này á? Con cả con ve cả con bọ xít đang có trứng nhiều. Con bọ xít này đang mua trứng. Hơi nhạt một chút. Nhạt muối nhạt cái hồng nó bảo cho. Muối nhạt rồi. Nhạt muối một tí. Nhạt thêm muối. Ngon thôi à. Cảm giác mình là ăn ở chợ mua về ăn với ăn ở nhà chủ tịch nó khác hẳn. Cái nó. Cái nào tha thì nhiều thế nhá. Ăn ở nhà là đồ xịn hơn. Đúng rồi. Là đồ tươi đấy. Nhưng mà hôm nay là không có con đuông dừa là vẫn hơi kẹt xỉn đấy nhá. Ờ thật đấy. Có mà. Dừa. Có nhưng mà nhiều quá không biết để chỗ nào cho nên em bảo mang cất đi. Thế đó. Con đuông dừa với con ở gốc mía ấy nhỉ? Cái con trong chén này. Con trong cái con gì cơ? Tụi mày nhím mà thôi. Tụi mày nghe hay bổng mani đi. Bổng mani có mày. Bổng cần cơ nơ. Tụi bổng mani nè, mắt tí tụi mày nhím lên. Ở đây này. Hai cần nơ. Tự nhiên nó. Mắt bấn mày nhím mà mắt loại phi lánh như này. Đúng rồi. Có mày ha thế. Bao nhiêu một con rồi. Em pet điều cần nữa. Mắt pet lọ là mắt pet điều cần cơ. Cả cái thuốc cơ. Mẹ nào vẫn lại. Mắt lọ trắng trắng thịt tụi mày nhím cánh tụi mày nhím lại nhân cơ. Thử cá gỏi ăn trường mung đi. Ngon thật. Có giống cá gỏi trường ban không? Ngon. Nhưng mà ngon thì thưởng cho bác áo trắng, áo trắng này một chén. Cả cái này một đôi. Là cho cái gì thôi. Hai món thì một chén này mỏng quá nha. Ngon không hay không ngon? Mẹ ăn được quá. Nào, bác kéo tay lên. Quá ngon. Bác kéo tay hết đấy. Mình vẫn ăn một món này, nhiều món này cho mặt quá. Quên làm video ấy, hôm nào chỉ ăn một món thôi nhưng mà hôm nay nhiều món quá ăn nhiều. Anh vừa là gan ngựa. Chấm hơn. Chết nói nhỏ ma đi. Ôi phải mang chứ, đặc sản đấy. Còn cái lá gan ngựa đấy, mình chưa mới biết đấy. Chưa gói về nhà đúng không? Để làm cái gì? Thế là bọn em tự đặt ra thôi. Hay thậm chí còn không biết đặt đâu. Mời anh em ăn đạp. Lên đạp đấy. Ăn thử đây. Mời em ăn đạp đi. Có ngon hay không ngon? Bây giờ là sẽ thử cái món đạp anh em ạ. Ăn xong đạp luôn à. Món đạp bò. Rồi. Thịt sống anh em ạ. Ngọt. Ngọt ác. Chép nó. Ngon. Đắng mắt tai đấy. Ngon. Còn ăn với xôi nữa anh em ạ. Ngon. Chào mừng món mới đi. Chơi bốn kén đi. Đã chơi rồi chứ chào món đuông dừa đấy. Và nó mi tư hòn đâu. Nó mi tè còn. Ừ. Nó ế quá nó mi trưng bày đâu. Còn chị bình kinh thế nọ. Rau cỏ cây nhà lá vườn. Các bình díp nó tồn chẹp. Và áo áo mạc giá đông. Không cái con ở trong cái kén kia ngon nhờ. Ăn ăn nhiều con đấy cũng ngậy ác. Có bên con đấy ngon. Nhưng mà nó phải ở trong kén, nhưng mà nó ở ngoài kén. Nhưng mà Xuân Hồng bán là toàn như thế mà. Chứ không có cả pịa như mình đâu. Toàn con không có pịa rồi. Không hẳn là trong kén nhưng mà nó già rồi. Nó già nhưng nó không có pịa là được. Nó vệ sinh sạch sẽ, nó ruột mất nè. Toàn mỡ luôn trong ruột của nó, trong bụng của nó. Đang Hà Phút kinh trên khẩu đấy. Ở gia vị sang sơn. Phía này nhớ canh phở nữa cơ nữa. Ăn cháo em. Cháo. À cái này cháo á? À đúng rồi, cho cháo vào. Cháo hoa ban. Cháo hoa ban, thảo nào mình bảo ăn hết cái gia vị gì đấy. À đúng như kiểu. Chưa làm như thế mà. Chưa. Ui, hôm nào mình phải đi làm. Hôm nào anh em mình đi rừng làm luôn nhờ. Món này được ăn ở chủ tịch và là hôm đấy mình sẽ làm cho chú Vĩnh với em Thơm ăn. Vì họ có được ăn đâu. Cái này á? Hoa ban á? Ừ. Được làm nhiều rồi, canh với gà với chứ còn, nhưng mà cho cái cháo này ngon hơn. Của nó dậy mùi hơn. Đấy ngon hơn đúng nhỉ? Cái này còn không cho lá chua đâu đấy. Kiểu là mình bảo là cá gỏi rồi thì cũng chua rồi. À cho cả lá vén vãi vậy á? Con à có sủng con à?
cho lá me rừng vào. Chụp bon mà. Cái đấy là gọi là cái đấy là cây cây muối ở trên họ gọi ấy. Phú Yên Bắc Yên họ bán nhiều á. Ở đấy người ta ăn chấm như cơm luôn đấy. Làm kiểu gì mà chấm như cơm được? Họ làm thay cầm cho vào chẩm chéo không chứ? Cho vào như cầm chéo không? Thay cho vào chanh nhé. Ờ, nhớ cái nhớ khơi ra tự nhiên đó, ở trong địa sư có. Gà nuôi ra đem gà nuôi thôi. Con gan ngựa đó. À. Không phải gà thả đâu. Thế thì phải xin, tí nó xin Xuân Hồng một em đào cho. Đánh nguyên cây kìa. Đúng rồi. Ôi. Cà phê ở tôi Xuân Hồng chén nọ. Cà phê mai nữa, mai nữa. Ở tôi chủ tịch chén nọ đi kết nối là vì chủ tịch là nọ. Hả nữa, phải nữa. Ơn mọi người đến thăm nữa. Nhìn thấy trên video thì nhìn thấy rất nhiều, gặp rất nhiều và chị cũng để ý em rất nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ mới là lần đầu tiên. Vâng, cảm ơn chị nhá. Chúc chị sức khỏe nhá. Vâng ạ. Vâng. Áo lý nữa. Chúc khỏe chị nhá. Thế anh chị thỉnh thoảng hay vào trường nơi đi qua thì vào bọn em chơi. Ờ, bọn chị đi qua suốt. Vâng, hay vào trường nơi nhỉ? Ở trường Trung cũng về nhà chị cũng đi qua suốt. À vâng. Quê ngoại anh ở trường Trung. À. Chị ở bản gì? Chị ở Na Sản. À à quê ngoại mà. Vào quê ngoại à. Chị ở Na Sản. À. Có nghĩa là quê ngoại anh. À em vẫn tưởng là vợ anh ở trên trường Trung. Chị Hoa kia là chị gái đấy. À, hàng đấy. À chị Hoa vợ chú anh ấy đúng không? Ừ. À. Mời bác Khánh. Thường là gọi ông anh kia là anh rể đấy. À, à. Em thôi. Em à? Ờ mời em. Hai. Chú Vĩnh ạ. Bác Khánh này có khi còn ít tuổi hơn mình. À không, cũng không ít đâu. Anh 83 rồi. 83 rồi. Anh 83 mà. Ừ. Chú anh 85. Đấy. 89. Em Thơm với cả chú Dũng là 92. Các cụ là bằng nhau. Hoa Ban. Vâng, Hoa Ban cũng 92. Vâng. Chưa là mình sẽ cưới Mỹ tại đây Hà Nội. À, mi thời gian hiện mất khử nên đeo vô sùng sửa tu và khả năng bài phải giải hạn. Giải hạn. Hai viên nung ra các bạn à. Thế uế rồi con em. Mặc bộ áo sọc video về tút kia rồi đi giải hạn về. Giải hạn mà chắc neo được không hỉ? Hôm nay là có cả em nhóm của em Tân ở tận Phú Thọ lên chơi. Em ơi chị. Tươi nữa. Vâng, mời anh nhá. Khoảnh khắc cười nhất là từ ngày xem đến giờ. Mời anh nhá. Vâng, xem Thơm nó bạch ra xong nó còn đá đi cơ. Em mời anh nhá. Khoảnh khắc này nhá. Kênh sống Tây Bắc đấy. Vâng. Vâng. Là nè. Anh chị mỗi lần đi làm về cứ 5 giờ về xem. À. Cứ 6 giờ bắt đầu hóng mà. Tầm 6 giờ là hóng rồi. Không đủ, thế bây giờ thì... Mày nhá. Vâng. Mày nhá. Liên tục anh em ạ. Ô mình say nước ngọt rồi đấy. Mời chị nhá. Dạ vâng. Em ơi xin bác anh nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn chúng bạn lúc nào cũng nghèo đơn nhá. Đạp bia cho tứ với nhá. Đây luôn. Cơm nóng của ăn trên này. Đây. Cao người ai. Ok bạn ơi. Chưa, em chưa. Mua xe hết rồi. Cái món này là món gì đây? Em làm gì là có xe em món mà đi học thì em phải có món tiền em mới đi học. Em làm gì thì không phải đây. Cứ ăn như này thôi đúng không? Ăn thế thôi. Không phải ghém ghép gì đúng không? Bạn thích thì nào đi học là lên thì anh. Ôi được ý thế. Nhiều tí. Thế thì ăn làm gì? Nhiều tí. Nếu mà răng thưa như anh thì anh nghĩ là nó dính hết răng. Ok đây. Ừ cũng gần ok thôi. Miếng hơi nhỏ. Người to nhưng mà nhỏ quá. Ngọt đúng không? Giòn. Ngọt mà. Đến và tự đi. Ra không ra thế nào luôn giòn rụm. Kiểu chọn gói. À, Xuân Hồng nhiều khoai thế. Không anh xin trước rồi. À. Khoai trồng được. À, khoai to thật. Đúng rồi, chị trồng từ trước Tết bây giờ hết vụ rồi. Thằng nào mà Xuân Hồng dạo này phơi phới thế. Rất là rực rỡ. Bắt đây, bắt đây, bắt đây. Rồi, đây, rồi. Sao rồi, xảy quá rồi. Bóng em vào đây. Nhanh thế. Đánh nhanh, em ngồi đây, em ngồi đây. Đây, đây. Anh ngồi đây. Anh em đánh nhanh chút gọn hết, uống từ từ lai dai thôi, còn uống này uống lâu lắm. 13 tuổi. Đâu, chén rượu quay sao rồi. Nhá, sức khỏe của em rồi. Ok. 80, 19, 3, mười mấy tuổi. Ok, kệ nó thôi, không cần tính. Tính khó lắm, giờ này. 13 tuổi ra cây. 80, 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 80
Bạn ơi, đừng nói thế. Nhiều bạn khi hai bố con đi gặp nhau ở chỗ kia vẫn ngoài anh em. Ngon rồi. Ok, ok, tính là cho xin yên nhá. Bỏ mấy nhỉ? Bà to này. Ô, xin chủ tịch nhá. Chủ tịch hôm nay đến nhà chủ tịch không những được ăn sâu bọ mà được ăn cả khoai nữa. Khoai là nguyên khoai to chứ không khoai nhỏ. Nhưng mà biết ông Vĩnh là ông mừng nhà mới ngày nào sẽ lên. Nhưng nào thì sắp thì em sẽ nhắn tin. Mình có Facebook nhau rồi mà. Có hết rồi. Sẽ lên đi quẩy nhá. Cảm ơn ạ, cảm ơn. Thôi là anh em mình lên nhá. Đi khỏi đi. Anh đến sớm đi nên từ nhà em với cả nhà thơ ở nhà Khánh gần nhau luôn. Anh không phải hỏi nữa, không phải hỏi nữa đúng không? Làm hai chén nước. Anh ở nhà mà sao phải đi qua nhà tôi không được qua. Anh không biết được nhưng mà đến sớm một tí đi chơi. Bây giờ trong nhóm mà em mình đây bây giờ là có mỗi em Thơm. Nhờ. Bây giờ trong nhóm mà mình có mỗi em Thơm là xa mình nhất nhở. Mình với Trung Vinh này ở sát nhau, Trung Dũng với anh Khánh này ở sát nhau rồi. Vinh là bây giờ chuyển lên là ở đằng sau. Đất đẹp mà. Vâng, vâng. Ôi ôi. Vâng. Sao chủ tịch ưu tiên đây cho chén đầy đấy. Em là cổng dưới. Này tiếp khách xa là nguyên đây này. Sợ các bạn các em nói. Sợ mọi người nói. Anh cứ lên đi. Lên sớm một đi. Lên biết tay nhau ngay mà. Lên xem thử. Thử gọi cá ở trên bọn em xem, bọn em gọi cá bọn em toàn đi cả con thôi. Lên thử cái ao nhỏ của em xem có cá cũng nhiều đấy. Cẩn thận tí nữa đi luôn đấy. Bạn đừng có nói thế. Các bữa bữa cầu hôm nọ nhỉ. Có thể nhá. Kẻ nào đấy. Đây là hai chén hai tay. À, đấy. Đó là một bát luôn. Sức khỏe nhau hôm nay vui quá nhỉ. Anh không để cho nhường cho anh em ạ. Làm trước trưởng bản. Làm trước trưởng bản anh em ạ. Thôi thưa đã. Sức khỏe nhá. Đây rồi rồi. Đây là lên bản. Đây trưởng bản đây. Đó trưởng bản này rất là trẻ tuổi nhá. Vừa chú Khánh. Vừa mới được lên chức thôi. Xin phép anh nhá, xin phép mọi người. Giờ này đã hai em. Em mà chào đi nhá. Thấy ngon chưa? Ngon không? Quá người. Hai chén này gọi là nhập ra. Anh này mọi người tự nhận nhá. Chào mọi người nhá. Đấy, tự nhận trưởng ha. Xin phép nhá. Có cho chào hàng mấy con hàng xóm không nhỉ? Chào. Anh em bây giờ luôn rồi cho tách chén em ơi. Xóm láng giềng đi nhỉ? Trước quay. Quay. Đây anh em mình nhập mâm rồi các bạn nhá. Sự tích ọt đàng hoàng. Đây bây giờ là anh Cốc. Anh kể chuyện về chuyện ngày xưa cho bọn em nghe với. Sự tích ọt. Vâng, sự tích. Anh kể là Dương vẫn nhãn kia sập chứ. Nó lại liên quan đến giường rồi nhá. Đây em hiểu rồi. Đây. Ọt đẹp. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy. Thảo nào đấy chồng từ lúc 14 tuổi. 14 tuổi, 13 tuổi thôi. À, 13 tuổi. Chủ tịch mình lập gia đình từ tuổi 13 nha anh em nhá. Có những chuyện đấy. 12 chứ, 12. Anh Cốc kể 13 nhiều mà. Bây giờ anh em mình nghe chính anh Cốc kể đấy nhỉ. Anh Cốc để biết cái gì. Trời ơi, anh họ mày. Thôi thì bây giờ chót nói thì cũng xin kể với anh em này. Cái sự thích ọt nó là thế này. Thế là anh em với vợ chồng Xuân Hồng cũng lâu rồi. 3-4 năm. Thế là có một cái năm nào đấy xoài được mùa ấy. Nhãn đúng không? Nhãn được mùa. Chắc là đi trồng vườn nhãn. Hai vợ chồng đi trồng vườn nhãn dưới kia. Thế là cái thánh họ nhà nó. Gạch cơm rồi. Thế là muốn là có thêm cậu ấm cuối cùng. Thế mà cố mãi không được. Thế là cái thằng ọt kia nó có thêm cỏ chén không? Không có gì mà còn mất đền người ta cái giường. Đi mưa. Nên là tự ọt ẹt nên là đền cái giường đúng không? Cái giường đi mưa. Thế về không biết là hai vợ chồng hoạt động nào là làm cái giường nhà người ta. Hai vợ chồng sinh hoạt. Không biết làm gì thì không biết. Chỉ biết sinh hoạt thôi. Sập. Rồi đấy. Làm cái giường nhà người ta. Thế hôm sau bây giờ anh em đến đây là lỗi tại thằng nào? Thế là tất cả dồn vào lỗi cái thằng Xuân á. Hôm đến tận hôm nay chưa có câu trả lời là lỗi tại ai? Lỗi tại Xuân.
tại Xuân nhá. Đó là nó có bảo làm thôi. Anh không làm được việc để em làm việc. Không phải, không phải nói như thế. Thế là bọn anh mới đến đây cũng ăn uống ở đây xong bảo tại sao mày làm cho giường người ta sập như thế. Gì vậy? Thế bảo em có làm thôi, em ọt tí thôi. À thế là đấy là ọt. À bố. À sự tích bố. À. Tóm lại là anh không không để em làm cho. Chứ còn gì nữa, nhảy lên trên nó chả sập. Mọi người nhá, lên với tập tuyệt chân hùng là mấy ọt nhá. Và sau đấy thì bọn anh có đổ cho một cái giường bê tông mà 4 năm nay không thấy khiếu nại gì. Vẫn chắc chắn nguyên bản luôn, bả luôn. Đổ cả bê tông thì hơi căng nhờ. Giường bê tông thép rồi. Đồng Khởi đi. Chủ tịch A Quyết Na trưởng bản bảo Đồng Khởi, anh em mình Đồng Khởi. Là anh em mình Đồng Khởi vì sự tích ọt. Xuân ơi. Xuân ọt, Xuân ọt. Chúc mừng vợ chồng anh chị ọt nhá. Hay mà. Hay hay. Anh cho nó trẻ. Đây ai chả ọt. Hai vợ chồng đấy trông vừa nhãn kiểu gì không biết là làm sập. Không nhưng mà Lộc thì chắc chưa biết đâu. Lộc không biết được. Lộc phải học hỏi. Đây cũng chưa biết được. Nha hỏi chú Khánh nhá. Chú Khánh nhá, tiếp tục chăm sóc chú Khánh mà. Anh em mình hơi. Khi nào nói là biết rồi thì mới thôi nhá. Chăm sóc kỹ vào. Lộc ơi. Dạ. Trưởng bàn xem nhân viên của nhà mình nha. Trưởng bàn bên này quản lý cái gì nhỉ? Đó là quản lý anh em cùng em chơi mà nhá. Trời bây giờ nắng lên đấy mọi người nhá. Anh em thì vẫn đang ngồi chén chú chén anh. Mình thì lái xe lên nên là không uống nên là đi ra vườn chơi một tí. Ây ui à, cái sông đẹp vậy nhỉ. Chủ tịch Xuân Hồng này. Vườn rộng lắm, ruộng này. Mấy con ruộng ở đây là bạn ấy hết. Sát đây này, sát diesel. Này mình còn dùng thường xuyên đúng không? À vẫn dùng thôi. Sát đúng không? À, ông đang đan sọt anh em ạ. Sọt này hay để gánh rau về đi chợ này hay là làm gì đấy tốt phết cái sọt này. Ồ à ổ gà. À đúng rồi, làm ổ gà. À, ổ gà các bạn ạ. Cái này tí mình cho ít rơm vào đúng không? Ít rơm. Này này này, giống như này này anh em này. Nha. Yeah. Yeah, một ổ gà này. Ấy ông làm nhiều lắm này, gà nhiều mà. Nó là ổ gà này. Cháu à, đây là chuồng dê. Cháu ở con trâu này nó mới đẻ được một tháng thôi anh em ạ. To đẹp này luôn. Con đực và con cái đây nhá. Ông. À con đực. Mình ra ruộng chơi một tí nữa, ruộng ở đây chưa có nước để cấy này anh em ạ. Và con ở đây. Thường là đa số là một vụ. Ở nhà nó nhiều cây ăn quả chưa? Mọi người vẫn đang phun nước. Hình như làm hoa màu thì phải. Đấy, ruộng này. Tưới tiêu anh em ạ. Đấy, bên kia họ làm cái gì mà đào xuống sâu thế nhỉ. Đây kia là cái lán ấy, lán ao anh em ạ. Xoài quả non rất là nhiều đây. Xoài bao tử. Đây không làm được chắc là trồng hoa màu thôi. Em xin phép thôi. Xin phép. Đây. Bây giờ là biết chỗ
này, biết nhà biết cửa rồi. Thôi chào chủ tịch nhá. Khi nào alo thì mọi người cứ thế mà đến thôi nhá. Ok. Có lên luôn không? Lên luôn, lên luôn. Ui, nhà chủ tịch này có cây này. Cứ ở đây đợi đi, cứ bảo cửa ở đây đợi. Dạ. Bảy nhà và anh phụt anh em ạ. Bảy nhà nhá anh em nhá. Chuyển nhà theo chuyển hướng. Quay đây, phụt ạ.